Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Tý, chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi Tý khai vận. Và sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi với người tuổi Tý bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022, tức là tháng Quý Mão, năm nhâm dần này cho thấy, với người tuổi Tý đây là một tháng có hung có cát với con giáp này. Mọi việc nên được tiến hành một cách tuần tự, cẩn thận, tránh những quyết định nông nổi hay vội vàng để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Cục diện tương hình thái tuế là nguyên nhân chính gây nên những biến động trong vận trình của tuổi Tý ở tháng 2 này. Theo đó, bản mệnh dễ đối mặt với nhiều trở lực, công việc đang suôn sẻ bỗng phát sinh sự cố, chủ yếu là xuất phát từ vấn đề về con người các mối quan hệ xã giao trục trặc bạn bè có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ. Tử vi tuổi Tý tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng quý mão này với người tuổi Tý, xem tử vi cho thấy bạn đang bị tương hình án ngữ nên vận trình sẽ lên xuống rất thất thường. Công việc có dấu hiệu trước thuận sau nghịch bản mệnh phải đối mặt với rất nhiều trở lực. Ở thời điểm hung cát đan sen như thế này, bạn được khuyên nên thực hiện những việc đã nằm trong dự tính, kế hoạch sẵn có những quyết định nông nổi vội vàng hay phá cách đều không thích hợp vào lúc này, rất dễ gây ra rủi ro không đáng. Theo đó, dù bạn tuổi Tý có lâm quan trợ lực công việc cũng có những thời điểm khởi sắc xong khó duy trì được phong độ này ổn định cho tới cuối tháng. Khi bạn tưởng mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như thế thì sự cố bỗng phát sinh, chủ yếu xuất phát từ vấn đề về con người. Âm sát hung tinh chiếu mệnh, khiến các mối quan hệ xã giao trục trặc, bạn bè có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ, do đó bạn nên chú ý hơn tới các mối quan hệ nơi công sở trong tháng này đừng quá xa cách nhưng cũng đừng quá dựa dẫm vào một ai đó mọi việc nên giữ khoảng cách vừa phải đôi bên sẽ có ấn tượng tốt về nhau hơn đặc biệt bạn tuổi tý trong tháng này bạn nên hạn chế chia sẻ các thông tin bí mật của mình với ai đó kẻo lòng người đa đoan khó đoán chưa chắc đối phương đã có chung quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề giống như bạn ở thời điểm vận trình bất ổn như thế này bạn nên lấy tĩnh tránh động dù làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường nếu bản mệnh có kế hoạch lớn nào cần phát triển thì nên chọn thời điểm phù hợp hơn nếu cần bạn có thể tham khảo ý kiến người thân hoặc bạn bè có kinh nghiệm đi trước dù vận trình có điểm hung hại như vậy nhưng không có nghĩa bạn chỉ có thể chấp nhận khuất phục nếu không được may mắn đồng hành bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra vận may cho bản thân bằng sức mạnh tự thân đừng dễ dàng bỏ cuộc Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, không ngại gian khó để đạt được niềm mong ước bấy lâu. Mọi chuyện vẫn có thể chuyển biến tích cực khi bản mệnh suy nghĩ thông thoáng và hành sự thận trọng có kế hoạch. Tử vi tuổi Tý tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc. Trong tháng, do không có tài tinh chiếu mệnh nên đường tài lộc của người tuổi Tý trong tháng này cũng không thực sự lý tưởng như bạn mong muốn điểm báo cho thấy tài vận tăng giảm bất ổn đầu tư có thu lợi nhưng chưa thật sự bền vững mặc dù có sao thái âm chủ về điền sản đất đai chiếu mệnh nhưng điều đó không có nghĩa là tài vận ổn định trong cả tháng thứ tài có lúc khởi vượng khi lại giảm sút đáng kể hơn nữa bản mệnh còn bị hung tinh âm sát đeo bám nên tránh các dự án đầu tư quá lớn hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn đặc biệt người kinh doanh đầu tư nên tính theo đường dài tránh việc thấy cái lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay đôi khi phải biết lùi một bước để tiến ba bước tạm chấp nhận buông bỏ một vài cơ hội nhỏ để chuẩn bị kỹ càng cho cơ hội lớn hơn sau này sẽ giúp bạn được nhiều hơn mất đừng quên trong tháng được thái âm trợ mệnh vận quý nhân là nữ giới của bạn khá vượng nếu cần sự trợ giúp từ ai đó bạn hãy nhờ một vài người bạn là nữ của mình tìm hiểu thông tin từ đối phương họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường kiếm tiền tháng này những ai có tâm lý may rủi tiến hành các trò cờ bạc đỏ đen chứng khoán Càng nên thận trọng bởi bạn sẽ không gặp may với những quyết định của bản thân. Tử vi tuổi Tý tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tình duyên. Ở phương diện tình duyên, mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi Tý nhìn chung vẫn khá ổn định trong tháng 2 năm 2022 âm lịch này, điều này sẽ giảm bớt cho bạn rất nhiều phiền lo. Tình cảm lứa đôi có khi cũng sẽ phát sinh chút trở ngại, mâu thuẫn, nhưng không kéo dài lâu, ngay sau đó được hóa giải. Quan trọng là cả hai đều sẵn sàng nhường một bước để gìn giữ mối quan hệ thì mọi chuyện rồi sẽ lại êm đẹp. Người có gia đình vẫn luôn biết cách giữ gìn hòa khí nên gia đạo bình yên, gắn kết. Chỉ cần bạn kiềm chế cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Người độc thân được sao Thái Âm chiếu mệnh, tăng cường nhân duyên, đặc biệt là nữ mệnh hứa hẹn những trải nghiệm tình cảm thú vị. Những cuộc gặp gỡ trong tháng liệu có nên chuyện hay không, điều này phụ thuộc vào quyết định của bạn. Tuy nhiên, nam nữ độc thân vẫn cần lưu ý những đối tượng đang theo đuổi mình, cần biết phân biệt rõ ràng đâu là tình cảm chân thành, đâu là sự lừa dối. Đừng vì vài lời nói đường mật mà dễ dàng bị rắt mũi nhé. Tử vi tuổi Tý tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch này không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Với những ai duy trì đều đặn thói quen sinh hoạt, ăn uống và tập luyện thể thao, sức khỏe rất đảm bảo, hầu như ít ốm đau bệnh tật tuy vậy bạn vẫn nên bồi bổ cho cơ thể bằng một số thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức đề kháng lúc mệt mỏi hãy cân bằng lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc cần học cách sống buông bỏ để bớt phiền não có như thế sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài lưu ý trong tháng có âm sát hung tinh xuất hiện mang theo dấu hiệu xui xẻo như tai nạn bất ngờ hoặc những thay đổi cực lớn về mặt cảm xúc bạn nên chú ý giữ an toàn cho bản thân khi đi lại hay làm việc tay chân đặc biệt phải làm chủ cảm xúc của mình trong mọi hoàn cảnh Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tý trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức. Khẩu quyết công việc trước thuận sau nghịch gặp nhiều trở lực. Quý nhân, người tuổi thân, người tuổi Sửu. Tiểu nhân, người tuổi Mùi, người tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. Tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết các mối quan hệ xã giao trục trặc trở mặt thành thù do đố kỵ quý nhân người tuổi thìn người tuổi sửu tiểu nhân người tuổi mùi người tuổi mão màu sắc may mắn màu bạc màu xám tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết tài vận tăng giảm bất ổn lợi nhuận chưa bền vững quý nhân người tuổi thân người tuổi hợi tiểu nhân người tuổi mão người tuổi dậu màu sắc may mắn màu đen màu xanh da trời tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nam thủy diệu nữ mộc đức khẩu quyết chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình quý nhân người tuổi sửu người tuổi hợi tiểu nhân người tuổi tuất người tuổi ngọ màu sắc may mắn màu xanh dương màu trắng tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết chú ý giữ an toàn cho bản thân học cách kiềm chế cảm xúc quý nhân người tuổi thân người tuổi thìn tiểu nhân người tuổi mão người tuổi ngọ màu sắc may mắn màu ghi màu vàng kim Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tháng 2 âm lịch năm nhâm dần của tuổi Tý. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.